tôi là sếp. Khuây, có khách. Chọn hình đi. Cái hình xăm đó đẹp quá vậy. Ý nghĩa nó là cái gì vậy? Con nhỏ này á, nó bị em bùa, cho nên nó xăm cái chữ này á, để hồn mệnh. Hội gì mà hội dữ vậy anh? Chọn hình chưa? Ở đây mình có hình xăm dán không? Ở đây tôi chỉ có loại đó thôi. Muốn gì? Nhớ để cho mấy cái hình xăm khô đi ạ nhá. Cảm ơn nha. À, cứ làm gì hả? Đi dự lễ hỏi ma quỷ hả?